2024 thì chứng kiến một mùa tăng trưởng đáng kinh ngạc của Bitcoin, cùng với đó là sự chấp thuận của Bitcoin ETF đã phần nào khẳng định được vị thế cũng như là sự có mặt của Bitcoin trên thị trường tài chính. Ngày càng nhiều người nắm giữ và sử dụng Bitcoin, cùng với đó là việc adoption rộng rãi, mạng lưới của Bitcoin song song đó cũng cần có những cải tiến vượt bậc nhằm cải thiện các vấn đề về tốc độ giao dịch cũng như là khả năng mở rộng. Những dự án layer 2 trên Bitcoin cũng vì thế được ra đời nhằm mở rộng hệ sinh thái cũng như là nâng tầm giá trị của đồng tiền điện tử này. Bản thân mình thì đã sàng lọc qua khá nhiều dự án Bitcoin layer 2, dù cho rằng trên này hiện tại không quá nhiều nổi bật so với những cái trang khác trên thị trường. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu vào thì thấy vẫn còn khá nhiều đất diễn dành cho Bitcoin layer 2 nhờ sự tăng trưởng của Bitcoin cũng như là lượng holder ngày càng đông đảo. Có lẽ theo hình dưới đây hay crypto wallet thì phí giao dịch trên Bitcoin đã tăng cao trong 2 năm trở lại đây, khiến cho cái nhu cầu của Bitcoin layer 2 ngày càng được thiết thực. Thì BitLayer là một dự án giải pháp layer 2 turn complete trên nền tảng Bitcoin, hay nói cách khác, nó như một lớp mạng bổ sung nằm trên Bitcoin giúp mở rộng mạng, xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn mà không ảnh hưởng tới tính bảo mật cũng như là tính phi tập trung của mạng lưới chính. Hiện tại, các dự án trên hệ sinh thái của BitLayer đã chớm nở và cũng khá đầy đủ. Các cơ hội đầu tư mới cũng dần mở ra cho các anh em muốn skin in the game, khi mà hiện tại BitLayer đã hợp tác với hơn 6 dự án bao gồm Gamerboom, Macaron, Anon, Vanilla Finance, Avalon Finance và Zern. Việc kết hợp của BitLayer với các dự án nhằm cho ra mắt các incentive để thúc đẩy hệ sinh thái tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Vì việc làm lớn mạnh các tiện ích của một hệ sinh thái cũng như là đưa ra các chương trình incentive dành cho user, thì đối với mình đây là một chiến lược khá là hoàn hảo cũng như là cần thiết dành cho các dự án layer 1 và layer 2. Và mình thấy BitLayer đang làm khá tốt các chiến lược này. Hiện tại thì chiến dịch BitLayer Mining Gala Season 2 đã cho ra mắt trên nền tảng OKX Wallet Crypto Beta với mục tiêu đem lại nhiều lợi ích hơn cho user, hệ sinh thái cũng như là holder Bitcoin. Chiến dịch sẽ có tổng giá trị phần thưởng lên đến 1.2 triệu đô dưới dạng token BTR và nhiều phần thưởng airdrop khi mà anh em tương tác với các dự án trong hệ sinh thái. Chiến dịch sẽ diễn ra từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 tới 31 tháng 7 năm 2024 và sẽ có hai hệ thức phần thưởng khi mà anh em tham gia vào hệ sinh thái. Thì thể thức đầu tiên là khi các bạn hoàn thành task của BitLayer Mining Gala trên OKX CryptoBeta thì sẽ nhận được quick withdraw trong pool 1.2 triệu đô giá trị các token BTR. Đối với cái thể thức thứ hai là khi mà các bạn tương tác các DApps trên hệ sinh thái của BitLayer và sau khi hoàn thành các task đó thì sẽ nhận được phần thưởng độc quyền của các DApps như là airdrop. Thì cụ thể các phần thưởng từ các dự án đối tác thì mình sẽ để trên hình ở đây nhé. Ok, đầu tiên các bạn bấm vào OKX, bấm vào phần tạo ví web 3 trên OKX Wallet, sau đó bấm vào phần Discover, sau đó bấm vào phần Cryptopedia để tìm sự kiện BitLayer Mining Gala Season 2. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ và nhấn vào nút xác minh đã hoàn tất thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với cái DApp mà anh em đã tương tác. Thì chi tiết cái nhiệm vụ mình sẽ để dưới đây nhé. BitLayer là một dự án tiềm năng khi mà không chỉ cung cấp các giải pháp mở rộng mà còn hướng tới cái mục tiêu là trở thành một cái lớp điện toán mới cho Bitcoin với những cái giao dịch thông lượng cao và với chi phí thấp cũng như là không có ảnh hưởng tới tính bảo mật và tính phi tập trung vốn có của mạng lưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên follow HC Capital để không bỏ lỡ những dự án tiềm năng cũng như các event hấp dẫn nhé.